Chào cả nhà, hôm nay thì kênh TV2 xin tiếp tục chia sẻ đến cho tất cả quý vị và các bạn cái lịch thi đấu và kênh trực tiếp chính xác nhất ngay trước các cái trận đấu trong ngày hôm nay, trận bán kết U16 Đông Nam Á 2024 nha quý vị. Đó, và ngày hôm qua thì cái thông tin nó chưa có chính xác lắm cho nên mình chưa có đưa. Bây giờ thì mình sẽ đưa cái lịch thi đấu chính xác nhất. Quý vị và các bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh nha. Và bây giờ là cái lịch thi đấu. Vào lúc 15 giờ ngày hôm nay, ngày 1 tháng 7 năm 2024 sẽ diễn ra cuộc đối đầu giữa U16 Việt Nam và U16 Thái Lan ở trận bán kết 1. Và cái trận bán kết số 2 sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 1 tháng 7 năm 2024 sẽ là cuộc đối đầu giữa Indonesia và Australia. Đó. Và cả hai trận đấu này sẽ được diễn ra trên một sân vận động, đó chính là Manahan Surakarta, và sẽ được tường thuật trực tiếp trên các cái đường link mình để phía dưới phần mô tả video này. Quý vị nhớ đăng ký ủng hộ kênh để mà vào được cái đường link đó và sẽ xem được trực tiếp hai trận đấu bán kết 1 Việt Nam Thái Lan, bán kết 2 Indonesia và Úc. Và hy vọng rằng Việt Nam của chúng ta chiều ngày hôm nay sẽ giành được một cái kết quả tốt nhất để đem về một cái thắng lợi và có một cái vé vào chơi trận chung kết trận đấu cuối cùng của U16 Đông Nam Á 2024 diễn ra trên đất Indonesia nha quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại, nhớ đăng ký một kênh nha.